Thời gian qua, dư luận đã có nhiều phản ứng về việc sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức các giải thi đấu quốc tế và các sự kiện tầm cỡ nhưng đang xuống cấp trầm trọng, nhách nhác từ bên trong đến bên ngoài. Trước tình hình trên, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo ra soát, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình phục vụ thi đấu thể thao. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 74VPCP-KGVX ngày 5 tháng 1 năm 2023 về việc báo cáo về thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao. Cụ thể, Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giả soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ, khuôn khổ pháp lý và tình hình thực hiện đầu tư nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, chất lượng công trình hàng năm, làm rõ những khó khăn vướng mắc. Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế cho các hoạt động thi đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, thể thao khác. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 2023. Trong số các cơ sở thi đấu thể thao thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, tình trạng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia khiến dư luận bức xúc trong thời gian gần đây. Từ năm 2021, sân Mỹ Đình nhiều lần bị chê vì cơ sở vật chất xuống cấp, mặt cỏ kém chất lượng khi tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Ngay trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt nhấn mạnh, Với màn sân, đây không phải vì thiếu kinh phí mà chúng ta quên trùng tu bảo dưỡng. Một tháng qua, thời tiết Hà Nội rất ít nắng, cỏ không quang hợp được nên khảo sát mặt cỏ không được như mong đợi. Tuy nhiên, việc sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục của sân Mỹ Đình là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Những bức ảnh hàng ghế phủ kín bụi trên khán đài sân vận động Mỹ Đình được lan truyền khắp mạng xã hội khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia chưa kết thúc. Rất nhiều cổ động viên đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam phàn nàn về việc ghế ngồi đóng một lớp bụi dày, cho thấy chúng không được vệ sinh trong thời gian dài và cũng không được dọn dẹp để phục vụ trận đấu. Đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar ngày 3 tháng 1, tình hình được cải thiện khi khán đài được dọn dẹp kỹ hơn, nhưng các hàng ghế cho khán giả vẫn lộ rõ sự xuống cấp. Các mảnh sàn ở sảnh khán đài vẫn bong tróc. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội xây xong năm 2003 với kinh phí 53 triệu đô, gần 1.300 tỷ để chuẩn bị SEA Games 22 và từng là niềm tự hào là bộ mặt của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên do chưa từng một lần được sửa chữa quy mô lớn, nên cơ sở vật chất trong sân đang xuống cấp trầm trọng.